Nước hết, hết nhà quanh khu này, họ ý kiến lên xã nhưng chẳng ai có một lời để chấp nào là kiểu đáp ứng lời kêu gọi của dân đi, nên là chẳng làm gì được. Quanh khu này ai có mấy nhà dưới kia nữa kìa. Có lần nó không biết là nó bụi mù hết như kiểu ấy, xong rồi nó bụi cả xuống đến đây cơ mà, nên là bọn tớ có làm gì được đâu. Các nhà xây nhà xiết là nước hết mà, nhất là cái nhà dưới kia mấy nhà đấy này nước đoạn dài ấy. Cũng vì cái tội mình nó rung đấy. Thế người ta có hỗ trợ mình không? Không, có ý kiến thì xã thì chẳng thấy ai nói gì. Họ thì họ vẫn kêu nhưng mà chẳng làm. Trước khi nó nổ, nó khu này rung hết, nhà tớ rung hết. Như là động đất đấy hả? Đấy, nên là những cái nhà nó xây từng 10 lần nước hết. Chẳng nói biết kêu mãi ai. Của dân là bãi đá đấy, nhưng mà đến ti tỷ lần nó có xuống nó ấy cho mình luôn mà. Đấy, nhà bà nước hết nhưng mà bà nó trả đền đâu. Mình tua lắm, cả nhà rung hết. Không thấy cái nhà này là được mấy năm rồi không hỏng một tí nào cơ, còn nhủ mình là mấy năm thì to lắm, rung cả nhà này là cái cửa này là còn nổ một phát thì là cái cửa này nó bong cả nhà con rung hết rồi. Trên đấy là mấy đứt một tí đây to lắm, cả nhà rung hết mà. Người dân mình ý kiến lên nhưng mà mở đá có chứ. Cũng người thì là nó là cứ nổ to như thế này thì nó không gì nữa, nhưng mà vậy nó dinh là bảo cũng là bảo là rung cả nhà này. Nổ mình lấy thì là cứ nổ nó bình thường thì được. Nổ lắm chẳng biết mà như thế nào là nổ như thế này. Cái liều lượng nó nổ này chắc là lớn đúng không? To lắm, cả rung hết cả khu này này. Ôi dồi, cả nhà cái cửa này bong thế này mà là giờ mình nhà không đứt nữa. Bố không nói được đâu mà. Cả dân không biết nói rồi, không nói được rồi. Không có người nói được thì chưa thôi. Cái đình đây thì là nó sáng và hai cái đình. Chú không bắt đến đây đâu, chú là ông này, ông mà xây cái nhà với bế bên kia này, chú ông bắn mấy pháo, ông cũng bắn mấy pháo đây đấy. Vâng. Đúng. Tại sao là chú là ông về làm nhà cái này thì là mình bảo là ông nổ cái phát đá. Tôi không nắm được cái này, đấy đấy. Mà cái này là nó thuộc thời của huyện Tam Đường cơ. Đấy, nói thật như thế. Đấy, chú tôi không nắm được. Em chỉ hỏi. Vâng. Từ khi mà thành lập xã Nậm Nỏng, khi mà chia tách tỉnh mới, thì xã Nậm Nỏng được thành lập và những cái lần kiểm tra của xã Nậm Nỏng kết hợp với đơn vị phòng tài nguyên cũng như sở tài nguyên, thì các cái biên bản làm việc của các anh có photo, có lưu lại những biên bản làm việc đúng không ạ? Tôi không nắm được, chắc tôi không biết được, vì không lưu, tôi không quản lý ở bên đấy, tôi không nắm chắc được cái đấy.